Tập 33. Bệ hạ, Phò Mã Đô Quý Âu Dương Luân cầu kiến. Kêu hắn tới người Hoa Viên. Dạ. Phu hoàng, nhi thần đã tìm được một vị thần y dân gian, đã ẩn cư trong núi 10 năm nay. Nghe nói thần y này có thể trị rất nhiều chứng nan y, kết quả rất tốt. Nhi thần tiến cử ông ta, phu hoàng có thể chuẩn cho triệu kiến được hay không? Thần y dân gian cũng có rất nhiều người tìm tới đây, ít người linh nghiệm. Dạ dạ. Nhưng nhi thần cũng nghĩ thần y này cũng là danh bất hư truyền, hay là thử xem sao? Thôi được rồi, cứ kêu hắn tới đây thăm bệnh cho trẫm thử xem. Nhi thần tuân chỉ. Cũng may là ngươi vẫn còn có lòng. Đây là chuyện trong bổn phận của nhi thần. Công chúa và nhi thần luôn lo cho sức khỏe của bệ hạ, người hãy bảo trọng. Đến chừng nào thì các ngươi mới có thể cho trẫm được ẩm châu ngoại? Chuyện này cả công chúa và nhi thần cũng vô cùng nôn nóng. Chúng con đã tìm đại phu, đại phu nói chuyện này không khó lắm, chỉ cần công chúa uống thêm mấy thang thuốc nữa sẽ hiệu nghiệm ngay. Tốt, rất tốt. Ngươi phải vất vả hầu hạ cho công chúa. Nó từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt. Dạ, nhi thần sẽ cố gắng làm hết sức mình. Gần đây trẫm có nhận được một tờ trình khen ngợi những việc làm của ngươi ở Thiểm Tây. Nhi thần thật thấy hổ thẹn. Gia nhân của ngươi Chu Bảo cũng có đi cùng sao? Đúng vậy. Trong tờ trình cũng có khen ngợi hắn. Hắn đã làm gì? Hắn à? Hắn cũng có làm được một số chuyện, điều là do nhi thần phái hắn đi làm. Làm những gì? Hắn làm những việc như là liên hệ với các quan viên, dọc đường thu xếp ăn ở, những chuyện nhỏ nhặt thôi. Thiểm Tây có một quan viên địa phương tên là Văn Tuyền, có phải là rất nổi tiếng không? Văn Tuyền, quan viên địa phương Thiểm Tây rất đông, nhi thần ngu dốt không nhớ hết. Dạ. Bệ hạ, Hà Nghi Khả đang đợi triệu kiến. Cho hắn vào. Dạ. Người lùi ra trước đi. Nhi thần cáo lui. Phò Mã đi thông thả. Trời ơi, Hàng đại nhân. Phò Mã đại nhân. Hàng đại nhân mời. Được. Hắn đã giao lại toàn bộ rồi sao? Dạ. Sau khi tìm được rất nhiều ngân lượng trong nhà hắn, hắn không còn gì để chối cãi nữa. Thực sự trẫm không thể hiểu được, từ Hồng Vũ Nguyên Niên đến nay, việc nghiêm khắc trừng trị tham quan đã tròn 30 năm. Trẫm cũng giết không ít người, vậy mà vẫn có người dám tham ô phạm pháp. Cuối cùng lý do chuyện này là gì? Có lúc nhi thần nghĩ có thể bọn họ làm quan vốn dĩ chính là muốn phát tài, đặc biệt là những người ngưỡng mộ người khác phát tài. Trẫm đã tin rồi. Trong 14 tên tham quan đã bị trừng trị gần đây, có phần nữa là xuất thân thấp hèn. Bọn họ đã từng không có gì cả, cho nên cái gì họ cũng muốn có, cái gì cũng muốn thử qua. Còn một thứ này, trẫm muốn cho khanh xem. Hàng đại nhân,
chính là nó đó. Khanh xem đi. Tuân lệnh. Khanh có cảm thấy trong này có chỗ nào khác thường không? Khởi bẩm bệ hạ, di thần thật sự không phát hiện ra gì hết. Khanh đã nhìn ra rồi, nói thật đi. Trong này hầu như ca ngợi những chuyện của phò mã Đô Quý đại nhân, có vẻ rất bình thường. Nếu có chỗ nào đó cần phải thắc mắc, di thần cảm thấy đó là trong này nhắc tới một quan viên có tên là Văn Tuyền, di thần chưa bao giờ nghe nói. Khanh cũng không biết người này là ai. Phải. Điều tra thử người này là ai. Tuân lệnh. Còn nữa, trong này có ca ngợi giai nhân Chu Bảo, nhưng không nói rõ Chu Bảo đã làm được những gì. Di thần thấy hơi đột ngột. Chuyện này trẫm cũng đã hỏi qua Âu Dương Luân, hắn cũng nói không ra đầu ra đuôi. Trẫm không khỏi nghi ngờ liệu trong chuyện này có ẩn tình gì không. Ý bệ hạ muốn nói là người có tên Dương Quốc Đống chỉ là một tiểu sư của trạm tuần kiểm thôi, tại sao hắn lại muốn viết cái thứ này gửi lên triều đình? Hơn nữa trong tờ trình lại dùng quá nhiều từ phóng đại, lại không đưa ra nhiều minh chứng cụ thể. Cuối cùng hắn muốn nói cái gì? Đúng là vậy. Nếu nội dung đã rỗng tuếch như vậy, tại sao lại đến được bà làm việc của trẫm? Bệ hạ, theo lẽ bình thường, xuất hiện tờ trình ca ngợi phò mã đại nhân, bất luận nội dung rỗng tuếch hay không, quan viên các cấp cũng không ai dám chặn lại. Nghĩa là nói cách khác, nếu như phò mã có làm gì sai thì những cáo trạng về hắn sẽ không đến được trên bàn của trẫm. Khởi bẩm bệ hạ, có lẽ có ngoại lệ, nhưng mà theo lẽ thường thì là như vậy. Lần này Khanh tới Cam Túc có đi qua Thiểm Tây, hãy thăm dò thử người có tên Dương Quốc Đông, cuối cùng xem hắn muốn nói chuyện gì. Di thần tuân lệnh. Đẹp quá, đẹp quá. Qua đây coi chung đi. Đẹp không đại nhân? Nhưng đâu đẹp bằng nè. Đại nhân mời. Đại nhân. Đại nhân, người đã đến đủ rồi, hay là ngài nhìn thử đi. Các cô đưa đâu rồi, ra đây. Mau 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 mau. Chào đại nhân đi. Đại nhân, được không? Tham kiến đại nhân. Vô đi, vô đi. Vậy là hiểu rồi đó. Chú Bảo. Đại nhân, ta hỏi ngươi, lúc ngươi còn ở Thiểm Tây, ngươi làm nhiều việc tốt lắm sao? Việc tốt... Tại sao lại có người khen ngợi ngươi với bệ hạ vậy? Đại nhân, tôi không có làm việc tốt gì hết. Vậy thì lúc ngươi ở đó, rất nhiều người dân địa phương khen ngợi ngươi. Làm gì có. Đại nhân, nếu ngài không tin, ngài có thể hỏi ông chủ Phụng mà. Đại nhân à, chúng tôi ở đó chỉ là buôn bán thôi, không có tiếp xúc với người nào khác hết. Vậy thì lạ thật. Hai vị đại nhân mời ngồi. Được. Hàng đại nhân đi đường vất vả, vụ án ở Cam Túc đó cũng đã tìm ra chân tướng rồi chứ? Vụ án gần như đã rõ ràng. Hàng đại nhân đúng là bậc kỳ tài, hạ quan vô cùng kính phục. Đại nhân quá khen rồi. Những vụ trọng án mà viên đại nhân phá thật sự khiến cho ti chức cảm thấy kính phục.
ai cũng biết là phàm kẻ tham quan phạm pháp mà gặp viên đại nhân cũng phải e ngại ba bốn phần. quá khen, hàng đại nhân quá khen rồi. À, viên đại nhân, ở Thiểm Tây hoặc là phụ cận Thiểm Tây có phải có một quan viên tên là Văn Tuyền hay không? Là cái gì Văn? Con Tuyền là cái gì Tuyền? Văn trong nghe thấy, Tuyền trong nước suối. Không có. Không có thật à? Có thể là một thanh quan. Quả thật là không có. Nhưng mà ở đây có một người tên Văn Toàn. Văn trong văn võ, Toàn trong kiện toàn. Nhưng mà hắn làm tham quan đã bị tru di lâu rồi. Ồ, à, vị đại nhân, thì trước còn muốn gặp một người nữa. Cứ nói. Người này ở huyện Lang, là trạm trưởng của một trạm tuần kiểm thuộc trạm Á Ti, tên là Dương Quốc Đông. Nhưng tại sao đại nhân lại muốn gặp người này vậy? Hắn từng dâng tờ trình lên bệ hạ, ca ngợi một quan viên triều đình. Có chuyện này nữa sao? Vậy hắn đã ca ngợi ai vậy? À, bổn quan không tiện nói rõ. Cũng là một chuyện tốt mà. Vì vậy bệ hạ mới kêu bổn quan trên đường đi qua đây nhân tiện hỏi thăm thử xem. Bổn quan hy vọng gặp được người tên là Dương Quốc Đông. À, điều này dễ thôi. Để bổn quan dẫn thuộc hạ đi tìm người này đã. Tìm được người rồi sẽ đưa tới gặp hàng đại nhân ngay. Tốt, được như vậy thì tốt quá. Người đâu? Đại nhân. Dẫn hai vị đại nhân vào nghỉ ngơi đi. Dạ, hai vị đại nhân mời bên này. Hai vị đại nhân xin mời vào. Được, cáo từ. Cáo từ. Đại nhân, hắn ca ngợi ai vậy? Chắc chắn không phải ca ngợi. Xem ra hắn đã thực sự đem tờ trình gửi đến tay bệ hạ rồi. Chắc chắn sẽ gây một phen đại loạn. Vậy chúng ta phải làm sao? Đúng là hối hận cũng không kịp. Chúng ta thực sự không nên nhận lời phò mã. Đại nhân, cho dù bệ hạ có biết toàn bộ chuyện này cũng chưa chắc sẽ trị tội phò mã đại nhân. Nếu như chúng ta giao người ra thì có lẽ càng không tốt cho bệ hạ. Ngài hãy mau nghĩ cách gì để đối phó với hàng đại nhân đi. Đại nhân, ông tìm tôi. Phải, mời ngồi. Tiểu nhân đứng nói chuyện là được rồi. Ngồi đi. Dạ. Ngươi đã làm được một việc rất tốt. Tiểu nhân không hiểu ý đại nhân muốn nói gì. Ngươi dâng lên tờ trình ca ngợi Chu Bảo và cả phò mã đại nhân. Bây giờ nó trong tay của bọn ta. Trong tay các người? Không ngờ phải không? Đó là tờ trình tôi dâng bệ hạ. Các người không được tự ý giữ lại. Bọn ta không có giữ lại là bên trên truyền lệnh xuống nói. Ngươi không phải muốn ca ngợi mà là ngươi muốn tố cáo. Sao còn chưa chịu bỏ cuộc đi? Lần này lại là ai gợi ý cho ngươi làm vậy? Không kiện được phò mã, không trần trị Chu Bảo, Dương Quốc Đống tôi tuyệt đối không bỏ cuộc. Vậy ngươi đừng có trách bổn quan, đành phải để ngươi thiệt thòi một chút.
Người đâu? Dạ. Dạ. Bắt hắn lại cho ta. Dạ. Dạ. Đi. Buông tôi ra. Đi. Đi. Tôi nói biết. Bây giờ tôi không còn gì để sợ. Dù đi, tôi đi. Có biến thành ma, cũng tới kinh thành dân cáo trạng lên bệ hạ. Đi. Đứng đi. Tôi không sợ đâu. Đi. Sợ đi. Đi. Buông ra. Buông ra đi. Từ chức. Đúng vậy. Ty chức đã điều tra Dương Quốc Đống này một tháng trước đây đã rời khỏi trạm tuần kiểm, nói là đi cùng với bằng hữu đến Ninh Hạ buôn bán gì đó. Có thể tìm được hắn không? Chuyện này ty chức đang điều tra, nhưng hắn đã theo một đội ngựa đi khỏi đây. Đội ngựa này hành tung bất định, tạm thời vẫn chưa thể tìm ra tung tích. Thì ra là như vậy. Hàng đại nhân xin yên tâm, chúng tôi sẽ phái thêm nhiều người nữa đi dọc theo con đường đến Ninh Hạ để tìm thử. Một khi tìm được tung tích của hắn sẽ lập tức báo với đại nhân. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi. Tôi không phạm pháp. Tại sao không thẩm vấn tôi? Tại sao không thẩm vấn tôi? La cái gì mà la? La cái gì? Vụ án của ngươi khỏi thẩm vấn nữa. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Muốn ra ngoài hả? Đợi thông hơi. Nè. Người của phò mã kinh thành ở thiểm tây buôn bán lá trà lại còn đánh tôi bị thương. Các người có biết không? Các người có biết không vậy? Bọn ta không cần biết. Ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Quay lại. Quay lại đi. Châu Toàn à, tuy nói hai nhà chúng ta không phải là thông gia, nhưng nó là bằng hữu của cậu mà. Cuối cùng nó ra sao rồi, cậu phải ra mặt giúp nó mới phải. Nè, tôi nói lão ca, về chuyện này hai người chúng tôi cũng đã bàn rồi. Huynh yên tâm, tuy nói chúng ta không phải thông gia, nhưng trước giờ chúng ta vẫn xem nhau như là thông gia. Hoạt động lần này lại xảy ra chuyện, chúng tôi cũng biết hết. Nghe đây Toàn Nhi, về chuyện này con phải tận tâm giúp đỡ nó. Đại bá, con sẽ cố hết sức. Nhưng vấn đề bây giờ là vẫn chưa biết bọn họ Giang Quốc Đống ở đâu. Chuyện đã như vậy, chúng ta không thể rời khỏi thiểm tây được. Hàng đại nhân cho rằng trong tờ trình đó quả thật có vấn đề. Đương nhiên, trong đó có nhắc đến tên tham quan Giang Toàn, khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, bổn quan tin rằng đó là một tờ cáo trạng tố cáo phò mã đại nhân, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Nó liên quan Vũ An Khánh công chúa. Hàng đại nhân, chúng ta có nên suy nghĩ kỹ mới hành động hay không? Nói thẳng ra thì bổn quan cũng không muốn dính tới chuyện này, nhưng bệ hạ đã có sự nghi ngờ, bổn quan không thể nào thêm mắm dặm muối. Hơn nữa, bệ hạ tin tưởng bổn quan, kêu bổn quan điều tra chuyện này, bổn quan làm sao có thể qua loa lấy lệ được. Hey, Hàng đại nhân, bệ hạ không biết rõ phò mã đại nhân phạm sai lầm gì, chẳng qua cũng chỉ hỏi thử vậy thôi. Chúng ta hà tất phải làm giống như thật, giống điều tra một vụ án lớn. Chúng ta làm sao mà thu dọn đây? Không thể thu dọn. Nếu như bố chính sư đại nhân đã hứa với chúng ta rồi, vậy nghĩa là ông ta sẽ gánh trách nhiệm chuyện này. Chúng ta cũng có thể phục mệnh bệ hạ rồi. Ngài còn không hiểu bệ hạ hay sao? Từ tờ trình này có thể thấy, bệ hạ đã nghi quan viên cấp dưới che giấu sự thật. Phái chúng ta tới đây chính là muốn biết rõ sự thật có liên quan đến phò mã đại nhân không. Vậy bây giờ phải làm sao? Tới huyện Lang. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta cứ nói về kinh thành được rồi. Rất có thể chúng ta đã bị theo dõi đó. Rồi.
Những lời ta vừa nói đã nhớ rõ rồi chứ? Đại nhân, nhớ rồi. Nếu để lộ ra tin tức gì, các người đều không có kết cục tốt đẹp. Xin đại nhân yên tâm. Ừ. Đây đây, hai vị khách quan mời vô nha, từ từ. Ê, hai khách quan, thuê phòng hả? À, đúng vậy, đúng vậy. À, ông chủ, người của chúng tôi bệnh rồi. Xin hỏi, ở tiệm này có đoàn xe đi tới Lan Quyện hay không? Chúng tôi xin quá giang. Ờ, có chứ. Coi như hai người may mắn, vừa có một đoàn xe. Ngựa của ta cần phải ăn thức ăn ngon đó. Điều này ông yên tâm, nhìn cái này đi, rất là ngon á. Xin hỏi ông có phải ông chủ Tần không? Sao vậy? Ủa, nó kính nghe. Hai chúng tôi đây tới Lan Quyện để thăm một người bạn. À, nghe nói đoàn xe của ông đi qua Lan Quyện, tôi muốn đi nhờ một đoạn. Trước giờ đoàn xe của tôi không chở người lạ. À, ông chủ Tần, chúng tôi trả tiền đi nhờ xe. Vậy cũng không được. À, xin ông chủ Tần rộng lượng. Đi tìm người khác đi. Nè, ông chủ Tần, người khác không đi qua chỗ tôi muốn đi. Đúng vậy. Ông chủ Tần, chúng tôi có thể trả ông nhiều tiền ha? Trả bao nhiêu? À, một quan được không? Ít hơn năm quan không chở. Sao ông đòi nhiều tiền dữ vậy? Chị mắc hả? Đi tìm người khác đi. Năm quan thì năm quan. Hắn đúng là ăn chặn tiền. Xe bọn họ hay đi đường này, tin tức biết được rất là nhiều. Tiểu nhị. Dạ, trà. Thái Lan. À, dạ. Dạ, xin mời khách quan từ từ dùng nha. Ông chủ. À, trời ơi, ngủ già tới rồi hả? Không đâu, đã chuẩn bị cho ngày xong hết rồi. Dạ, xin mời mời. Ủa dạ, mấy phiếu này làm xong rồi, ông phải chia phần cho chúng tôi nha. Các người nhỏ tới một chút, coi cho người khác nghe thấy đó. Yên tâm đi, ngủ già, tôi đã nhìn thấy bọn họ ngủ hết rồi. Vậy tốt. Ngủ già ta đã bạc đãi huynh đệ ngươi bao giờ chưa? Làm xong phiếu này đi, không thiếu phần các ngươi đâu. Lấy đầu ra, ta coi có bén hay không. À được, ngủ già, ông xem đi. Ta nói các ngươi biết nha, đoàn xe tới, ngươi phụ trách ngăn chặn, ta bao dây từ phía sau. À được, dạ. Được. À được. Ta nói các ngươi biết, tới lúc đó các ngươi phải nhanh nhẹn cho ta, không bị xảy ra sai sót. Anh nghe thấy rồi. Yên tâm đi. Ông chủ Tần làm ăn buôn bán gì vậy? Ngươi đừng về chuyện. Tôi muốn hỏi ông chủ Tần về một người. Ông chủ Tần hay đi qua đường này, chắc chắn quen biết. Ai vậy? Tên Dương Quốc Đông, là trạm trưởng của một trạm kiểm tra ở chỗ Lan Quyện. Ta không biết. Không phải chứ. Ngươi đi nhờ thì đi nhờ, hỏi chuyện đó làm gì? Trong hàng của ông chủ Tần, không biết có hàng lậu không? Hơ, ngươi nói bậy gì vậy? Lúc các ông xếp hàng, có thứ gì đó được trộn trong hàng. Lúc vận chuyển nó rất là nặng. Ngươi, rốt cuộc ngươi lại? Số lượng không nhiều, đó là khách của ông, tôi sẽ không kiện ông đâu. Nhưng mà phía trước có phải có một nơi tên là Hắc Sơn Ao không? Đúng vậy, đúng vậy sao? Ở đó có một bọn cướp đang đợi ông đó. Sao ngươi biết vậy? Thì tình cờ tôi nghe bọn họ nói chuyện. Ngươi muốn gạt ta? Ngươi không muốn sống à?
Hai chúng ta đang cùng ngồi trên một chiếc xe, cho nên tôi cũng không muốn mình gặp chuyện. Tôi khuyên ông đi qua Hắc Sơn Ao phải chuẩn bị trước. Dựa vào đâu ta phải tin ngươi? Nếu như ở đó không có bọn cướp, ông có thể đuổi tôi xuống xe. 5 quan tiền đó coi như tôi tặng ông. Không à, chuyển xuống, chuyển. Chạy mau. Mau. Lên. Sắp xếp lại đi. Sắp xếp lại ngay ngắn. Xếp ngay ngắn. Mau lên. Được rồi chứ. Kỹ sách thầy. Được. Mau đi đi. Mau. Đi. Mau rồi. Mau lên. Đại ca, thật may mắn khi có huynh. Tiểu đệ tôi vô cùng cảm kích. Con khỏe quá ha. Đây. Tôi kính các huynh. Ở đây, đại ca. Chuyện có đáng gì đâu. Không phải là tay mệt. Ê, có điều đại ca không biết. Tiểu đệ sợ nhất trong đoàn xe có người của quan phủ trà trộn. Tiểu đệ thấy đại ca cũng hơi giống quan viên đó nghe. Ủa? Ê, đại ca, huynh tìm Dương Quốc Đống làm gì? À, tôi có một người bạn nhờ tôi tìm hắn đưa bức thư. À, đại ca không cần tìm hắn nữa, hắn đã bị bắt giam rồi. Tại sao vậy? Cho đến hôm qua tôi mới nghe bạn bè nói lại. Nói là hắn đã đắc tội đương kim phò mã đại nhân. Phò mã đại nhân? Phò mã đại nhân đang ở kinh thành xa xôi mà. Tuy là đang ở kinh thành, nhưng mà lại làm ăn buôn bán ở đây. Buôn bán gì vậy? Phò mã đại nhân có thể buôn bán nhỏ sao? Ông ta buôn bán thứ mà người khác không buôn bán được. Ê, nói cũng tức, lão tử chỉ nhớ thêm vài chục cân lá trà đã bị giam nửa tháng rồi. Nếu không phải bạn bè tìm người cứu giúp, cả cái mạng này cũng không giữ được đâu. Hey, tôi thấy phò mã đại nhân hắn ta buôn lậu lá trà giữa ban ngày ban mặt, tiền hô hậu ủng, trên đường đi có người lo ăn lo uống. Ê, đại ca, huynh nói coi, đây là thế đạo gì vậy hả? Có chuyện này thật sao? Hoàn toàn chính xác. Dừng xe. Trâu đại nhân. Trâu đại nhân à, bình rượu hạnh hoa sơn tây này mùi vị thơm lắm đó. Người ta tặng cho tôi không đỡ uống, đem tặng cho đại nhân. Lại là chiêu này, trên xe có hàng lậu hay không? Không có, lần này tôi không dám đâu. Đây là công văn. Cho bọn họ qua đi. Trên xe không có mang thứ gì đâu. Dạ, đại nhân. Huynh là... Đưa hắn 5 quan. Dạ. Đại nhân. Đây. Đại nhân chọc ghẹo tiểu nhân rồi. Tôi không thể lấy đâu. Để cầm lấy đi. Tôi không thể lấy. Đại nhân mời uống nước. Dương Quốc Đống cuối cùng bị nhốt ở đâu? Chúng tôi cũng đang dò hỏi khắp nơi, nhưng mà vẫn chưa dò hỏi được. Đại nhân, Quốc Đống thực sự rất tức giận, nếu không thì sẽ không kháng cự lại đâu. Đúng vậy đại nhân, nói nam nhân không phải nam nhân, ai mà không tức chứ.
chuyện bọn ta tới tìm các người, các người tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi xin hứa. Bây giờ chúng tôi lo lắng đại nhân sẽ không nói ra ngoài chứ. Chuyện này nếu để Trà Mã Ti và Bố Chính Sử thì biết được, mấy quân đệ chúng tôi đều bị giam lại đó. Yên tâm, bọn ta đều có lai lịch, các người không cần sợ. Có lai lịch, chức quan lớn hơn phò mã, ngài phải giúp đỡ quốc đống nha đại nhân. Đi lấy giấy và bút qua đây, ta viết địa chỉ cho các người. Nếu như có chuyện gì, các người có thể tới kinh thành tìm ta. Được, tôi để lấy ngay. Gài hắn ta to bằng trời. Bệ hạ, di thần không dám giấu giếm. Đúng là thật chết mà. Trẫm nghiêm hình hành pháp như vậy, nghiêm cấm buôn lậu trà mã, vậy mà hắn vẫn công khai đi buôn bán. Bắt hắn lại cho trẫm. Bệ hạ bất giận. Tổ hoàng à, chuyện này cần phải điều tra lại kỹ đã. Trước tiên chúng ta nên bắt Chu Bảo đó lại, thẩm vấn rồi nói. Nhanh lên. Ây da. Nhanh lên. Trời ơi, huynh đệ, huynh đệ cái gì vậy? Chúng ta đều là người quen mà. Nhanh lên đi. Huynh, có phải ông thích nơi này lắm không? Bị bắt 3 lần rồi. Ê, nhanh lên. Trời ơi. Vô đây. Từ từ, thiệt là. Lại buôn lậu gì nữa hả? Mũi thôi, không có bao nhiêu, và mấy ngày thôi mà. Nè, lại gây rắc rối cho hai vị rồi. Được. Tôi biết ông có tiền, được cứu ra. Chịu khổ 2 ngày đi. Ê, ra ngoài tôi mời hai vị uống rượu đó kìa. Được rồi. Được. Thông thả. Ê, chuyện gì đó bắt ta? Ê, hả? Đây, nè, chuyện gì đó bắt ta? Thả ta ra. Chứ biết ta lại không hả? Đừng bắt ta, ta muốn gặp phò mã. Ta muốn gặp phò mã. Hả? Các người làm gì vậy? Ta muốn gặp phò mã. Để bắt ta hả? Các người làm gì vậy? Đi, thả ta ra. Yên khang một đây. Đi hả? Chưa bảo sao vậy? Tôi cũng không biết. Có phải liên quan chuyện làm ăn hay không? Làm ăn thì có chuyện gì chứ? Phạm pháp à? Tôi không biết. Đã làm chuyện gì không nên làm rồi chứ? Ta đi tìm phụ hoàng hỏi thử. Đi hả? Bây giờ không phải là lúc đâu. Chàng thật sự không biết gì thật à? Tôi thật sự không biết gì hết mà. Hắn đã từng nói ở đó buôn bán muối lậu kiếm được rất nhiều tiền, không phải vì chuyện đó chứ? Không phải hắn buôn bán ngọc thạch sao? Đúng vậy, nhưng cũng có thể kèm thêm thứ khác. Có kèm theo nhiều không? Tôi cũng đâu có biết nhiều hay không nhiều. Vậy cũng không phải là đại sự gì. Không nói chẳng biết thật sao? Được rồi, chàng cũng đừng sợ nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Cái tên Chu Bảo đó thật sự càng ngày còn không ra thể thống gì. Bắt hắn lại cũng tốt, giáo huấn hắn một chút, hắn sẽ thành thật ngay. Phải. Cho Thông hơi ra ngoài. Cho Thông hơi ra ngoài. Cho Thông hơi ra ngoài, ra ngoài đi. Mau lên. Nhanh lên. Biết tại sao tôi vào đây không? Biết rồi. Giúp tôi việc này. Sau khi ra ngoài, nhanh lên, nhanh lên cho trâu toàn. Dựa vào đâu tôi chuyển lời cho ngươi? Dựa vào lương tâm. Các người đừng có nói nhiều chuyện nữa. Phải làm theo quy tắc. Ép cung. Dạ. Ngươi cho rằng ngươi có thể qua khỏi sao? Ta cho ngươi biết, sau khi bị kẹp cung không có ai mở miệng được hết. Nhanh lên. Đợi đã. Có khai không? Tôi khai. Chàng đang lo chuyện gì vậy? Tôi vẫn đang sợ bị liên lụy. Đúng là không thấy cục diện. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Điên hả?
Tôi làm vậy là để kiếm tiền, để cho Điện Hạ kiếm tiền cho phủ mình. Đây... Ta biết rồi, chàng yên tâm đi, có ta ở đây. Viên khanh sĩ còn giúp hắn phái xe phái ngựa. Đúng vậy, có lẽ chỉ là vì bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cái gì? Trẫm còn coi hắn là một thanh quan, đặt phái hắn tới Thiểm Tây trấn giữ. Tổ quan bất giận, tổ quan quan trọng nhất bây giờ là long thể người an khang. Di thần cho rằng lời Hoàng Thái Tôn Điện Hạ nói rất đúng, bệ hạ đừng quá để ý. Theo di thần thấy, phủ công chúa chi tiêu rất lớn, thu không đủ chi, cũng là nguyên nhân. Câm miệng! Dương tử phạm pháp cũng giống như thư dân, bắt ông Dương Luân lại ngay cho ta. Tổ quan, bệ hạ, tổ quan, bệ hạ, bệ hạ, tổ quan, bệ hạ, thầy, bệ hạ. Công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, phò mã đại nhân, công chúa Điện Hạ, phò mã đại nhân, công chúa Điện Hạ, phò mã đại nhân. Chuyện gì? Bảo công chúa Điện Hạ, phò mã đại nhân, chưa đại nhân giám sát người sử đô sát diện tới phủ rồi, còn mang theo thánh chỉ. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiêu giết đô quý Âu Dương Luân, phạm tội buôn lậu, tội hành nghiêm trọng. Bây giờ nhốt Âu Dương Luân vào đại lý tự, tiến hành thẩm lý, khâm thử. Không, đi, 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 đi. Không, không, phò mã, không, công chúa đi hả? Công chúa đi hả? Phò mã, công chúa đi hả? Cứu tôi với, phò mã, công chúa đi hả? Chàng sao vậy? Công chúa. Hả? Không sao chứ? Trời ơi, nằm mơ, hú hồn. Làm ta sợ quá. Không sao chứ? Ngủ đi. Nè, nằm xuống. Được rồi, không sao đâu. Công chúa Điện Hạ, phụ mã đại nhân. Công chúa Điện Hạ, phụ mã đại nhân. Bẩm báo công chúa Điện Hạ, phụ mã đại nhân, trong cung phái cấp sự báo tới, nói hoàng đế bệ hạ bệnh nặng, kêu công chúa Điện Hạ và phụ mã đại nhân hỏa tốc vào cung. Lại lo quá. Cuối cùng thấy y nói sao vậy? Thái y nói lần này bệnh tình còn nặng hơn lần trước, có thể tỉnh lại hay không vẫn là một vấn đề. Vậy phải làm sao đi? Phụ hoàng vẫn chưa tỉnh lại sao? Đúng vậy, nhưng cộng mong phụ hoàng được bình an. Hy vọng là vậy. Cũng hy vọng vậy. Tôi thật sự muốn chịu nỗi đau này cho phụ hoàng. Tôi cũng vậy. Trong cung đang gấp rút chuẩn bị hậu sự. Thật sao? E là Hoàng Thái Tôn sắp được đăng cơ rồi. Ê, quan hệ giữa ngài và Hoàng Thái Tôn thế nào? Cũng bình thường thôi. Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Phụ hoàng thế nào? Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa thể tỉnh lại. Nhưng mà hít thở đã thông suốt hơn nhiều rồi. Hoàng Thái Tôn Điện Hạ, kêu các vị về nhà trước đi. Trâu đại nhân. Trời ơi, Trâu đại nhân à. Trâu đại nhân. Trâu đại nhân được thả ra khi nào đó? Vừa mới được thả. Ra nhanh vậy sao? Trâu đại nhân à, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Đây, ngài xem. Đây chính là cửa nam của giám ngục. Đây là bức tường.
Ngài xem, chính là chỗ này. Có thể vào từ đây. Ở đây có cửa sổ, cũng có thể ra từ đây. Ông được lắm, tôi phải đa tạ ông rồi. Hey, không cần đa tạ. Nhưng mà lần sau xe của tôi đi qua đây, Trâu đại nhân phải giơ cao đánh khẽ đó nghe. Vậy phải xem ông vận chuyển cái gì đã. Đương nhiên rồi.